Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của Hà Tĩnh vẫn đạt được những kết quả tích cực toàn diện. Đồng thời tin tưởng, bước sang năm 2024, với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra, cùng sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân sẽ tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững. Chương trình nghệ thuật Hà Tĩnh chào năm mới 2024 gồm 3 phần: tỏa dạng mạch nguồn sông núi, xuân trên quê hương Hà Tĩnh và Hà Tĩnh chào năm mới. Các điểm nhấn liên tiếp được tạo ra thông qua những tiết mục được dàn dựng công phu, đa dạng, đặc sắc, trình diễn trên nền âm thanh ánh sáng sân khấu hiện đại, cùng sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Diễn ra trong thời khắc chuyển giao năm cũ, đón chào năm mới 2024, chương trình đã tạo nên bầu không khí vui tươi phấn khởi, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, nhân lên niềm tự hào và khát vọng đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chương trình sôi động, đầy màu sắc và mãn nhãn, khép lại bằng điểm nhấn đặc biệt với phần đếm ngược và màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, bước sang một năm mới an lành, hạnh phúc và thành công.